Vật lý lớp 12, bài 39, phản ứng nhiệt hạch. Tại sao mặt trời có thể tạo ra một nguồn năng lượng khổng lồ và gần như vô tận? Cùng nhìn sâu vào bí mật của mặt trời, những nhà khoa học đã khám phá ra rằng mặt trời chủ yếu gồm hydro và heli. Họ cho rằng chính phản ứng tổng hợp hạt nhân là chìa khóa giải đáp cho vấn đề này. Theo đó, các nguyên tố hydro chiếm phần lớn trên mặt trời đã được tổng hợp lại để tạo thành heli, đồng thời tỏa ra mức năng lượng vô cùng lớn. Phản ứng nhiệt hạch là quá trình tạo ra một hạt nhân nặng hơn thông qua việc kết hợp hai hạt nhân nhẹ. Hãy tìm hiểu một ví dụ cụ thể về cách sử dụng deuterium và tritium để biến chúng thành helium. Trong quá trình này, một lượng nhỏ khối lượng bị mất đi khoảng 0,5%. Theo công thức nổi tiếng E bằng mc bình phương của Einstein, khi chúng ta tổng hợp một gram khí helium, năng lượng phát ra không chỉ khổng lồ mà còn đặc biệt hiệu quả. Nó gấp 10 lần so với quá trình phân hạch một gram uranium và thậm chí gấp 85 lần so với việc đốt cháy một tấn than. Năng lượng tỏa ra của phản ứng phân hạch rất lớn, nhưng các điều kiện cần phải đạt được để tổng hợp các hạt nhân có điện tích dương lại với nhau và thắng được lực đẩy giữ chúng là vô cùng phức tạp nó đòi hỏi những điều kiện vô cùng khắc nghiệt về nhiệt độ và áp suất thứ mà chỉ có thể xuất hiện tại những nơi như mặt trời lõi ngôi sao hoặc trong những khoảnh khắc đặc biệt như vụ nổ bom nhiệt hạch những điều kiện này đã đặt ra thách thức lớn cho các nhà khoa học để hướng tới mục tiêu cuối cùng đó là tạo ra được một nguồn năng lượng sạch và hiệu quả theo đó thì các nguyên liệu phải cực kỳ nóng để các nguyên tử bị ion hóa khiến các hạt nhân và các electron tự do di chuyển. Để tránh việc các hạt nhân va chạm và đẩy nhau ra xa, thì chúng ta cần chúng di chuyển với tốc độ rất cao. Điều này đồng nghĩa với việc cần tạo ra một nhiệt độ đáng kinh ngạc, đạt đến hàng trăm triệu độ. Có thể tưởng tượng, ngôi sao với khối lượng siêu lớn, nên áp suất trong loại của chúng có thể tạo nên sự nóng để tổng hợp hạt nhân và khởi đầu phản ứng nhiệt hạch. Ngoài điều kiện nhiệt độ cao, thì chúng ta còn phải đối mặt với thách thức của việc giữ những hạt nhân này trong một không gian hẹp. Điều này giúp tăng cường mật độ hạt nhân, tăng khả năng va chạm và đồng thời phải đảm bảo thời gian đủ lâu để phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra. Dù đã có nhiều thí nghiệm được tiến hành ở nhiều nơi trên khắp thế giới, nhưng đáng tiếc thay, cho đến nay chúng vẫn chỉ là những bước đầu tiên trong cuộc hành trình. Các nhà khoa học vẫn đang nỗ lực không ngừng nghỉ để phát triển kỹ thuật hướng tới việc kiểm soát chúng và mở ra cánh cửa cho năng lượng sạch và hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé.